Lời Chúa, Chủ nhật thứ hai mùa vọng năm B, ngày 6 tháng 12 năm 2020. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước sang Chủ nhật thứ hai mùa vọng và là ngày thứ 8 trong những ngày tĩnh tâm mùa vọng năm 2020. Tĩnh tâm mùa vọng trong lòng Chúa thương xót, đó là chủ đề mà chúng ta chia sẻ trong suốt 4 tuần lễ mùa vọng từ ngày 29 tháng 11 năm 2020 đến ngày 24 tháng 12 năm 2020. Để đêm 24 chúng ta sẵn sàng bật đèn xanh để Chúa tràn ngập tâm hồn chúng ta giữa tất cả những khó khăn về đại dịch, về thiên tai, về khủng hoảng kinh tế, đủ mọi thứ. Nhưng niềm hy vọng, con cái của lòng Chúa thương xót, không bao giờ để cho niềm hy vọng đó bị dập tắt. Không bao giờ để cho lòng tín thác nơi Chúa bị tất cả những biến cố bên ngoài làm cho tắt lịm. Vẫn trong nước mắt, trong mồ hôi, trong máu, lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Hôm nay là Chủ nhật đầu tháng. Mỗi ngày Chủ nhật chúng ta cầu nguyện cho những anh em, chị em, tôn giáo bạn. Mà tôi chợt có những suy nghĩ, đấy là nếu trung tâm mục vụ có được mục vụ cho người ngoại đạo, mục vụ cho người không đạo, mục vụ cho người rối đạo, mục vụ cho người bỏ đạo, mục vụ cho người chối đạo, thì đó là cái điều chắc chưa có trung tâm mục vụ nào trên thế giới hay ở Việt Nam làm công việc đó. Mục vụ cho những người ngoại đạo, rối đạo, bỏ đạo, chối đạo, khô đạo. Thưa anh chị em, ngày Chủ nhật chúng ta cầu nguyện cho công cuộc đó. Cầu nguyện để lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến tận cùng trái đất. Để khi Chúa đến lần thứ hai, Chúa nói, ta mong ước khi ta đến lần thứ hai, đến là ngày cánh chung, thì không một ai trên trái đất này không được nghe nói đến, nghe biết về lòng Chúa thương xót. Bây giờ mời anh chị em, trong ngày tĩnh tâm này, ngày Chủ nhật này, anh chị em ở nhà quây quần bên nhau và chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong bài đọc 1:5b. Sách Ngôn Sứ Isaiah chương 40 câu 1 đến câu 5 chương và câu 9 đến câu 11. Thiên Chúa phán: Hãy an ủi dân ta. Hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong. Vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.
có tiếng hô: trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Juda rằng: kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh người này công lao lập được, trước mặt người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, lũ chiên con người ấp ủ vào lòng. Bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Đó là lời Chúa. Bài đọc thứ hai, trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 3, câu 8 đến câu 14. Thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 3, câu 8 đến câu 14. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy.
muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, giơ lối cho thẳng để người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia. Mời anh chị em mà hớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 câu 1 đến câu 8. Marco chương 1 câu 1 đến câu 8. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con. Người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống, cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Món quà của sự khôn ngoan. Không để người già cô đơn trong lễ Giáng sinh. Thưa anh chị em và các bạn, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang phát động sáng kiến món quà của sự khôn ngoan. Vào lễ Giáng sinh, chúng ta hãy lắng nghe ông bà và người cao niên, thúc đẩy sự gắn bó giữa người trẻ và người già. Mời gọi người trẻ chia sẻ sự khôn ngoan nhận được từ những người cao niên đang đối mặt với Giáng sinh đơn độc vì đại dịch. Thưa anh chị em và các bạn, trong thông cáo báo chí được công bố ngày 27 tháng 11 năm 2020, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ vào ngày Giới trẻ thế giới lần thứ 32. Trong đó, Ngài nhắc nhở họ rằng họ cần sự khôn ngoan và tầm nhìn của những người cao tuổi. Thánh Bộ nhấn mạnh rằng do đại dịch, ngày càng có nhiều người già đang sống cô đơn. Thông cáo nói rằng chúng ta có thể tạo ra mối liên kết với mỗi người trong số họ. Đây là một kho báu đang chờ được khám phá. Sáng kiến, món quà của sự khôn ngoan này được đưa ra sau thành công của chiến dịch Người già là ông bà của bạn. Trong chiến dịch đó, Thánh Bộ đã mời gọi người trẻ trên khắp thế giới bày tỏ lòng tốt và tình cảm dành cho người cao niên, gửi những cái ôm qua mạng Internet đến cho ông bà của họ và cho những người mà họ nhận làm ông bà. Chiến dịch này được đưa ra sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tín hữu Công giáo gửi cái ôm đến những người già mà họ
đã không gặp mặt hàng tháng trời. Trong sáng kiến mới nhất này, những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới được mời gọi, gửi một lời chúc đến những người già và nhận lại món quà là sự khôn ngoan của họ. Cụ thể hơn, Bộ Giáo dục Gia đình và Sự sống đề nghị những người trẻ đăng trên phương tiện truyền thông xã hội một kỷ niệm, một lời khuyên hoặc một món quà khôn ngoan mà họ đã nhận được từ một trong những người cao tuổi mà họ đã có tương quan trong những tháng gần đây. Vì hạn chế sức khỏe vẫn còn áp dụng ở nhiều quốc gia, Thánh Bộ khuyến khích tham gia vào chiến dịch này thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Thưa anh chị em, người ta nói cái khó nó bó cái khôn. Nhưng mà với Chúa Thánh Thần, trong Hội Thánh Công Giáo, ta thấy rõ cái khó nó ló cái khôn. Suốt một năm vừa qua, vì đại dịch, những hoạt động tôn giáo ở các nước, các nơi, các tôn giáo đều hạn chế tối đa, có như là đóng cửa hoàn toàn. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco, một ông già hơn 80 tuổi, mà trẻ trung như chàng trai 18, trong cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ coi có cách nào khác không. Ta thấy bao nhiêu là sáng kiến của Đức Thánh Cha trong một năm vừa qua, từ mùa chay không có giáo dân, phục sinh không có giáo dân, rồi đàn thánh giá không có giáo dân, ý thế mà Ngài vẫn làm cho cả thế giới này có thể hiệp thông được qua phương tiện online. Tận dụng cái phương tiện truyền thông đó, cử hành thánh lễ online, giảng online, cầu nguyện online, chầu thánh thể online, cầu nguyện chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót online. Và cả thế giới đáp ứng lời mời gọi và cách thức đó. Cho nên ta thấy Chúa Thánh Thần tuyệt vời, luôn luôn là mới, luôn luôn là có những sáng kiến đáp ứng nhu cầu của con người mọi thời đại. Giáo hội luôn luôn là người đi trước để hướng dẫn, chứ không lẽo đẽo theo sau những phương tiện truyền thông. Những phương tiện truyền thông họ có thì giáo hội dùng những phương tiện đó. Và anh em chúng tôi thấy rõ trong một năm vừa qua, chúng tôi cũng sử dụng những phương tiện truyền thông để chia sẻ, để gửi những món quà tinh thần hàng ngày đến cho anh chị em. Lời Chúa tiếng Anh tiếng Việt, Chuyện Đạo Chuyện Đời, Sống Đúng Sống Đẹp và Trang Thơ Lòng Chúa Thương Xót, Giải Đáp Thắc Mắc. Mỗi lần lại nghĩ, lại cầu nguyện, lại Chúa lại ban cho những cái sáng kiến, những ý tưởng mới lạ để đáp ứng nhu cầu tâm linh, tâm lý của con người, nhất là người trẻ. Vì thế mà chúng ta thấy đây là một ví dụ món quà của sự khôn ngoan, không để người già cô đơn trong lễ Giáng sinh. Đại dịch này, nhất là bên Mỹ và Âu Châu, những người già sẽ rất cô đơn trong ngày lễ Giáng sinh và ngày Tết Dương lịch. Vì những người trẻ làm cái gì đây để cho người già không cô đơn, là đón nhận món quà của sự khôn ngoan, là những gì mình học được từ nơi những người lớn tuổi, ông bà, cha mẹ, những bậc đáng kính của mình. Những lời dạy dỗ, những bài học khôn ngoan, những kinh nghiệm, những câu chuyện, vân vân và vân vân. Mình lãnh nhận từ nơi những người già, mình chia sẻ lên trang mạng, chia sẻ trên Facebook, chia sẻ trên phương tiện truyền thông. Những cái điều tốt đẹp, cái điều hay đó mình không chia sẻ. Chúng ta cứ đưa những cái chẳng ra cái gì, chẳng đáng cái gì, những cái tin vịt, những cái tin tức tối, tin mà làm cho người ta đọc người ta tức, những cái tin thất thiệt, những cái tin không đúng, không hay, không tốt, ta lại cứ đưa ra và làm cho người đọc hoảng loạn, hoang mang, lo sợ, bối rối, có khi rối đạo luôn, thưa anh chị em. Rồi khi mình đăng những cái món quà của sự khôn ngoan ấy thì mình làm cho người già và người trẻ gắn bó lại với nhau. Gắn bó lại với nhau. Món quà của sự khôn ngoan mời gọi những người trẻ lắng nghe ông bà và người cao niên, thúc đẩy sự gắn bó giữa người già và người trẻ, và người trẻ chia sẻ sự khôn ngoan nhận được
từ người cao niên khi họ đối mặt với Giáng sinh đơn độc và đại dịch. Lúc đó cảm thấy cái cây cầu giữa già với trẻ, giữa thế hệ này với thế hệ kia được nối bằng cây cầu lòng thương xót. Lòng thương xót là biết lắng nghe, là biết chia sẻ, là biết trao đổi, là biết nhận, là biết cho đi, là biết loan báo, như bài đọc một trong sách ngôn sứ Isaiah 5B Chủ nhật thứ hai mùa vọng chúng ta vừa mới nghe. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên đừng sợ, hãy bảo cho các thành miền Juda rằng: Kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh người này công lao lập được, trước mặt người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con thì người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ người cũng tận tình dẫn dắt. Ta thấy sướng. Một cái hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và đầy quyền năng chăn dắt mình và mời gọi chúng ta, như là Gioan trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, là xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, và rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Đấy, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trở thành những người đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, những người đi nói cho mọi người về lòng Chúa thương xót, để chính quyền năng lòng Chúa thương xót mà người ta đón nhận sẽ lấp đầy những thung lũng tội lỗi của họ. Lòng thương xót lớn hơn muôn vàn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại. Cái thung lũng là tội lỗi của chúng ta được lòng thương xót lấp đầy. Cái thung lũng đó là những ham muốn của chúng ta mà ta bảo rằng là túi tham không đáy ấy, không cái gì lấp đầy được. Thực sự khi mà người ta ham muốn, cái lòng ham muốn đó không bao giờ đầy, lúc nào cũng thấy là thiếu. Được 100 tỷ thì muốn 1.000 tỷ, 1.000 tỷ thì muốn 10.000 tỷ. Lúc nào cũng muốn là người giàu nhất thế giới. Và ta thấy rõ ràng là người ta công bố danh sách 10 người giàu nhất thế giới trong năm 2020. Có cái điều lạ lùng là trong khi cả thế giới hoảng loạn, điêu đứng, thiếu thốn, kinh tế thiếu hụt vì đại dịch Covid-19, nhưng 10 người giàu nhất thế giới ấy thì cái số thu nhập họ tăng hơn rất nhiều trong cơn đại dịch trong năm 2020 vừa qua. Người ai mất thì mất, ai thiệt thì thiệt, ai phá sản thì phá sản. Những người giàu ấy thì càng giàu hơn nhờ đại dịch này nữa. Có những người đã từ hạng thứ mấy đã đứng lên hạng thứ nhì thế giới, với trong tay biết bao nhiêu là tỷ tỷ đô la, thưa anh chị em. Thế thì nếu mà con người cứ chạy theo cái đó thì không bao giờ cùng. Nhưng nếu mình đón nhận lòng thương xót của Chúa thì lạy Chúa như thế là quá đủ cho con rồi. Con tội lỗi thế này mà Chúa lấp đầy linh hồn này, cái thung lũng này bằng lòng thương xót của Chúa, quá đủ cho con rồi. Mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống. Những cái mà tôi tưởng rằng tôi ngon lành, những cái mà tôi tưởng rằng quyền lực, giàu có, danh vọng, chức tước nó đẩy tôi lên cao chót vót, những cái ấy khi đụng vào với lòng thương xót của Chúa thì tôi không đáng cởi quai dép cho người. Như là Gioan nói: Có đấng quyền thế hơn tôi đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Phần tôi rửa anh em bằng nước, nhưng đấng đến sau tôi rửa anh em bằng thánh thần, nước và thánh thần. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần chứ không phải bằng nước, và người là đấng mới ban quyền tha tội cho anh em.
Còn phép rửa của Gioan chỉ là để thể hiện lòng sám hối. Và khi sám hối như vậy thì chính Chúa tha tội, chứ không phải là Gioan có quyền gì để mà tha tội. Còn phép rửa mà Chúa Giêsu rửa bằng Thánh Thần thì tha tội tổ tông và tha tất cả những tội của ta đã phạm, tội riêng ta đã phạm. Khi với bí bích tích rửa tội, với những người lớn thì tha tội tổ tông và những tội riêng họ phạm từ khi họ có trí khôn, như ta học giáo lý đã biết chuyện đó. Thì Chúa rửa ta bằng Thánh Thần, và Thánh Thần ấy sẽ bạt cái sự cao ngạo trong ta. Thánh Thần ấy, cái lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Lồi lõm là lúc mình thế này, lúc mình thế nọ, lúc mình thế kia, lúc mình vui, mình buồn, mình lên, mình xuống, mình sáng, mình tối. Cuộc đời của mình cứ bập bà, bập bành, chập trà, chập chờn theo dư luận. Người ta khen cái mình vui lên, người ta chê cái mình đi xuống, đúng không? Người ta vừa mới nâng mình lên cái mình nhảy cẫng lên, rồi người ta hạ mình xuống cái mình xìu như là bánh tráng gặp trời mưa. Những cái lồi lõm cái đó, cái sự bất an của thế gian đó, khi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa thì có được cái sự bình lặng, bình an, bình thản. Và chỗ gồ ghề sẽ nên vùng đất phẳng phiu. Những cái gồ ghề, những cái quanh co sẽ nên thẳng. Cái lòng mình nó quanh co. Khi có lòng không, không có lòng thương xót Chúa, khi mình chưa cảm nhận được ơn tha thứ nơi lòng thương xót Chúa, khi mình chưa được lòng thương xót Chúa biến đổi thì nó quanh co. Có những người tôi không hiểu tại sao mà họ có thể nói trắng thành đen, nói đen thành trắng dễ như vậy được. Nói có thành không, nói không thành có một cách rất là trơn tru như vậy. Dù là người có đạo, dù là người đi tu, mà sao cũng vẫn cứ quanh co mà dối trá như vậy được. Đơn giản là vì họ chưa để cho quyền năng lòng thương xót Chúa ngự trị trong họ, dọn một con đường để Chúa. Nhưng mà chính Chúa đến, Chúa sửa lại mọi sự trong ngoài chung còn, như chúng ta vẫn cầu xin. Chúa đến sửa lại mọi sự trong ngoài chung còn. Mình không có khả năng lấp đầy được những ham muốn của mình. Mình cũng chẳng có khả năng san lấp được cái sự cao ngạo của mình. Xin lỗi ạ, cái tôi của tôi là số 1 ạ. Tôi nhịn cái gì thì nhịn, ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà đừng có đụng đến tôi ạ. Đụng đến thằng này là có chuyện à nha. Thế không thưa anh chị em? Mình có thể sẵn sàng là mình giúp của cải làm bác ái, nhưng mà đụng đến thằng này là coi chừng. Đụng đến cái quyền, đụng đến cái danh, đụng đến cái chức là có chuyện. Khó lắm. Nhưng mà khi mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi thì tôi là gì đâu. Rồi những cái quanh co của mình để mình kiếm lợi lộc vân vân, những cái đó làm cho con người của mình không là mình nữa. Con người thật của mình là con người vô cùng tội lỗi, quanh co, lồi lõm, gồ ghề, cần được san lấp. Chúa đến lấy lòng thương xót của Ngài làm hết chuyện đó. Và khi làm được chuyện đó thì nhớ rằng Thánh Phaolô nói với mình rằng là nhớ, muôn vật phải tiêu tan như thế thì anh em phải là người tốt dường nào, phải sống đạo đức thánh thiện là dường nào. Vì ngày của Chúa đến như kẻ trộm, ngày đó tầng trời sẽ ở mầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và công trình trên đó sẽ bị hủy diệt. Muôn vật phải tiêu tan như thế thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến. Nhưng theo lời Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Vì thế, trong khi mong đợi cái ngày đó thì phải cố gắng sao cho Thiên Chúa thấy rằng mình thánh thiện, không chi đáng trách và sống bình an. Chúng ta đang sống những ngày tĩnh tâm này, kiểm điểm lại đời sống của mình. Tôi có gì đáng trách không? Tôi có còn giữ được sự tinh tuyển không? Tôi có được sự bình an trong tâm hồn tôi không? Mà nếu không được như thế thì hãy mau điều chỉnh lại. Vì Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa.
Đừng quên rằng đối với Chúa một ngày như thể ngàn năm cũng tựa một ngày, Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa. Kỳ thực, Chúa kiên nhẫn đối với anh em vì không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Chúa kiên nhẫn không phải là vì Chúa lỡ hẹn, lỗi hẹn. Chúa kiên nhẫn là vì người không muốn cho ai phải diệt vong. Như Chúa nói với Faustina, đây là thời giờ, thời gian, thời kỳ của lòng thương xót. Vì không muốn con người phải bị diệt vong, con người phải hư mất, cho nên Chúa kéo dài cái thời gian của lòng thương xót, kiên nhẫn đợi chờ cho con người ta được ơn sám hối, ăn năn trở lại để mà được cứu độ trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Chúa đang kiên nhẫn đợi chờ. Nào anh chị em, hỡi những người đang sống trong vòng tội lỗi, hỡi những người đang sống trong nghi ngờ lòng Chúa thương xót, hỡi những người đang sống khô khan nguội lạnh, hỡi những người đang đắm chìm trong những tệ nạn xã hội, hỡi những người đang vênh vang tự đắc vì sự giàu có, vì quyền lực, vì danh vọng, vì chức tước của mình. Nào chúng ta cùng nhau sám hối, cùng nhau quay trở về với lòng Chúa thương xót, bỏ tất cả những cái gì của thế gian mà quay về với lòng thương xót của Chúa để được Chúa xót thương. Amen.